Mấy bộ đồ đó đẹp ghê luôn. Chị à, nói thiệt nha, em thấy ở đây không có cái nào đẹp bằng của mình hết. Nè, đừng có nói tầm bậy. Chúng ta còn kém xa rất nhiều. Em nói thật lòng mà chị à, không có cái nào độc đáo và có sức hút hơn của hai tụi mình đâu. Cậu nói như vậy mà con cảm thấy ngượng miệng sao, thiệt là. Hay là năm sau, em với chị tham gia nha. Làm gì có thời gian tham gia những hoạt động như vậy chứ, công việc làm không xuể kìa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cửa hàng nha. Người gì đâu mà, sao lại không tự tin vào khả năng của mình vậy chứ? Giám đốc à, anh cảm thấy sao hả? Tổng thể thì cũng không tệ, nhìn rất nho nhã và chuyên nghiệp. Còn cô thấy sao hả? Tôi đó hả? Tuy nói là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng không hiểu sao tôi không cảm được. Nói thật là tôi có chút thất vọng. Tôi dẫn cô tới đây là muốn cô được truyền cảm hứng nhiều hơn nữa, cô lại cảm thấy thất vọng sao? Tôi thật bất ngờ đó. Tôi thấy cũng đã tới lúc áo cưới của Hara khẳng định được tên tuổi của mình. Chuyện đó để sau này hẳn tính chứ. Nhưng mà nếu cô tự tin tới như vậy thì tôi cũng thấy an tâm. Người gì đâu như tảng băng, nói chuyện thì lạnh lùng. Sao lại có loại đàn ông như vậy được chứ? Cũng may là anh ta có cô bạn gái chết cách đây 7 năm. Chứ không người ta sẽ nói tại tính cách đó mà ế thôi. Anh gì ơi, xin lỗi nhưng mà anh lại kính chú hậu ra giùm tôi có được hay không vậy? Phim được chiếu trước đêm tại tvhz.org. Vì đây không phải là kính tự động cho nên tôi phải dùng tay đẩy, anh giúp giùm tôi nha. Chỉ cần đẩy thôi. Được. Cảm ơn. Ôi trời ơi, cái xe này cũng dùng lâu rồi, tiêu tốn nhiều tiền lắm. Bây giờ sắp thành đồ cổ luôn rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Gặp lại sau ha. Ê, đi rồi. Sao có thể là Eri được chứ? Chắc chỉ là ảo giác của tôi. Ôi trời, chắc mình phải để dành tiền đổi chiếc xe cà tàng này quá. À không đâu, tao nói giỡn đó. Dù sao thì mày cũng theo tao 15 năm rồi còn gì. Những lời vừa nãy coi như mày đừng nghe nha. Xin lỗi mày. Cô dâu xinh đẹp ơi, nhìn em còn trẻ lắm á. Bao nhiêu tuổi vậy? Dạ 20 tuổi. 20 tuổi sao? Dạ. Vậy còn trẻ hơn em gái chị nữa. Em gái chị bao nhiêu tuổi vậy? Nó 23 tuổi rồi, còn chưa có bạn trai nữa kìa. Hơi trời, con bé này yêu sớm quá nha. Yêu chú rể nhiều như vậy sao? Dạ. Nhìn được rồi.
Chị bảo đảm với em là khách tham gia sẽ xỉu hết cho coi. Vì cô dâu của chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cái đầm cưới này có thiết kế giúp cô dâu có thể tỏa sáng 20 mét luôn. Mọi người chắc chắn hoa mắt. Cho nên ngày hôm đó, người ta sẽ không ăn uống gì hết. Chỉ để ý cô dâu thôi. Con gái của tôi thật sự rất thích chiếc váy đó. Chỉ là nó hơi mắc một chút. Không mắc chút nào đâu. Chắc là các chị cũng đi hỏi giá rồi mà. Tiệm của tôi là rẻ nhất rồi đó. Bởi vì chính tay tôi thiết kế nên không chỗ nào có giá cao hơn đâu. Ai tôi biết là vậy. Có điều chị hãy giúp chúng tôi một lần này thôi. Nó còn nhỏ quá mà lại có thai rồi. Không còn cách nào khác cho nên phải gả đi thôi. Ai trời ơi, có sao đâu chứ. Nghe nói gần đây có thai mới kết hôn là mốt đó. Em nó có thai rồi sao? Tôi nói thiệt mà. Bao nhiêu tháng rồi? Cỡ 3 tháng rồi phải không ta? 3 tháng rồi sao? Ôi trời ơi, chúng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện cưới sinh, không ngờ lại tự nhiên có thai. Sinh mạng rất đáng quý, cũng không thể bỏ đi được. Đang không có kế hoạch gì, bây giờ tự nhiên phải bàn tới đám cưới. Lại không có tiền trong túi. Chị tôi gần đây cuộc sống cũng khó khăn dữ lắm. Anh rể thì đang thất nghiệp nữa. Con bé nhà tôi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện đời, mà giờ đã có thai rồi. Nhìn thấy nó vui vẻ, trong lòng tôi cũng không biết làm sao nữa. Bởi mới nói, đám cưới thì có một lần mà thôi. Chiếc váy cưới đó quá đẹp nhưng mà không có đủ tiền. Ôi trời ơi, hay là khỏi tổ chức đám cưới, bỏ đứa bé đi cho rồi. Ê, làm sao có thể bỏ đứa bé được? Áo cưới thì có bao nhiêu tiền đâu chứ? Chúng tôi tính đi tính lại, nhưng mà vẫn không có đủ tiền. Coi bộ lần này... Bỏ đứa bé đi, đám cưới cũng hủy luôn cho xong chị ơi. Không được đâu. Bao nhiêu thì cô có thể thuê được, nói đi. Khoảng 200. 200 sao? Ít quá hả? Không phải. Tiệm của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng cũng phải ít nhất 500 trở lên mới được. Em đã nói rồi mà, chị khuyên tụi nó năm sau hay tổ chức đám cưới đi, chỗ nào cũng thấy nợ không là nợ. Chị nói như vậy làm sao mà được hả? Nhìn chị ấy cũng buồn lắm rồi kìa. Thôi được rồi. Thôi được rồi, tôi đồng ý cho chị thuê giá đó. Những phụ kiện khác, tôi đều miễn phí hết. Thật sao? Cô nói thiệt hả? Nhưng mà mọi người, hứa với tôi đừng nói chuyện này cho người khác biết nha. Ôi trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Chị tôi vì chuyện xảy ra quá đột ngột cho nên đầu óc hỗn loạn. Tôi mới dẫn chị ấy tới đây. Mà nhà tôi á, tính cháu gái thôi cũng có tới hơn 10 đứa rồi. Chừng nào tôi nó kết hôn tôi sẽ dẫn tới đây cho cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chị đừng có khóc nữa mà. Cũng may chú rể không phải là loại đàn ông xấu. Thời nay có nhiều người vô trách nhiệm lắm. Vô trách nhiệm sao? Không chịu trách nhiệm sao? Đã làm cho con người ta có thai rồi, còn không chịu trách nhiệm nữa là sao? Nó dám không chịu trách nhiệm không? Tôi nhất định không để yên đâu. Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên rồi. Nếu như cậu ta mà vô trách nhiệm thì xử đẹp cậu ta luôn. Trời, chị làm vậy sao coi được? Tôi thì sao? Rốt cuộc chị mở tiệm váy cưới để làm gì vậy? Chị muốn đi làm từ thiện hả? Cái cậu này sao nói vậy? Cậu không thấy người ta đang gặp khó khăn hay sao? Trên thế gian này người đáng thương nhất là ai chị biết không? Là ai hả? Chính là chị đó chứ còn ai nữa. Tôi làm sao chứ? Chị không chịu kết hôn với ai hết, cả ngày làm váy cưới cho người khác. Mấy cái này là chuyện bao đồng mà. Chị làm như vậy mai mốt sập tiệm khỏi buôn bán gì luôn. Con người của tôi rất dễ đồng cảm thì biết làm sao đây? Hay là tôi phải đi chữa trị hả? Trời ơi, không phải chữa trị là khỏi đâu. Làm sao? Phải đi hẹn hò với bạn trai thì mới khỏi. Rồi cưới luôn đi. Cậu đang nói cái gì vậy? Thôi khỏi đi. 6 giờ hôm nay phải mang váy cưới đi, xác nhận váy rồi phải không? Dạ, đám cưới tổ chức ở đâu vậy? Hara. Trung tâm tiệc cưới Hara hả? Wow, cô dâu chú rể nào cũng muốn tới đó. Chị thích tới vậy hả? Hôm nay lần đầu chị tới đó, nghe nói một ngày chị tiếp nhận một tiệc thôi. Ở đó trang trí hoành tráng lắm, đồ ăn cũng cao cấp nữa đó chị. Hèn gì, khi nghe vị khách đó nói là không cần lo lắng về giá cả, cứ giao váy là biết giàu có rồi. Hai người cũng quen lâu rồi đó, lo mà đám cưới đi ha. Cảm ơn chị. Anh yêu à, làm việc thôi. Sao? Thì làm nè.
Tổ tiệc cưới chuẩn bị xong chưa? Trưởng phòng Ly, qua đây gặp tôi. Dạ, tôi đây giám đốc. Chuyện này là sao vậy? Là ai đã cấm hoa hồng tàn vô? Ồ, hồi nãy còn tươi mà. Thay cái mới cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Tôi Nam Minh Su, thề sẽ luôn yêu thương Yueri, cô dâu của mình bằng cả trái tim. Cho đến khi xương mục nát và tóc của tôi đã ngả màu theo năm tháng, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau tới cuối cuộc đời. Tôi Yueri, xin thề sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương kính trọng và tôn thờ chú rể của mình, là anh Nam Minh Su. Hay là để người khác đi công tác thay em đi chứ. Còn một tháng nữa đám cưới sao đi công tác được. Em đi sớm rồi về sớm với anh thôi. Em muốn hoàn thành xong những công việc cuối cùng. Em làm xong việc rồi thì lúc đó em phải ở nhà, ở bên cạnh anh đó nha. Dĩ nhiên như vậy rồi. Đã có chồng nuôi rồi thì em còn phải kiếm tiền làm gì nữa chứ. Giữ gìn sức khỏe nha. Em đi đây. Ngay sau đây là tin khẩn. Hôm nay chuyến bay mang số hiệu 937 của hãng hàng không Bali xuất phát từ Incheon. Sau khi cất cánh 1 giờ, vì lý do luồng khí đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Gimpo. Sự cố lần này xảy ra đã làm 160 người bị thương vong. Hiện tại đang trong quá trình đưa người bị thương về bệnh viện cấp. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Chị Anh Hy, hay là chúng ta tìm người để đi giao trang phục giùm mình được không? Đi tới hiện trường cũng là để học tập mà. Nhìn trang phục của tôi từ xa xa, rồi coi phản ứng của khách hàng, sẽ giúp ích được rất nhiều đó. Tôi đi rồi sẽ về liền mà. Chị đi đi. Ê, hôm nay đã thiệt đó. Mới về quê mà đã thấy thèm rồi. Hôm qua, hấp dẫn thiệt.
Nè 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 nè, chị cậu dự thi làm cơm hộp được đó. Là chị có phải là mẹ đâu, sao có thể làm được hộp cơm đẹp tới vậy? Ôi cậu xuống thiệt đó. Nè nhìn đi, mình ước gì có chị giống như cậu thì chẳng cần tới mẹ làm gì nữa. Nè cẩn thận cái miệng đi, có nhiều khi những điều chúng ta ước lại biến thành điều bất hạnh đó. Không làm hộp cơm cho mình cũng được, mình chỉ hy vọng là chị ấy mau đi lấy chồng thôi. Ăn đi mọi người. Em nghe nè chị. Đừng quên hôm nay hát chúc mừng đó. Giờ này còn sớm mà chị. Tới trước để xem sân khấu như thế nào, cũng phải tập luyện một chút. Chị yên tâm đi mà, bài hôm nay là bài tủ của em á nha. Ôi trời, dù biết là như vậy nhưng em còn phải tới để thay trang phục, rồi còn làm tóc nữa, tới sớm cho an toàn. Em biết rồi mà chị. Con bé này. Xin chào mọi người. Em chào chị. Cô dâu tới chưa vậy? Vẫn chưa thấy đâu nữa. Hả? Điện thoại cũng không bắt máy nữa. Cô nói gì vậy? Lẽ ra bây giờ cô dâu phải có mặt rồi chứ. Hay là chị gọi điện thử coi. Điện thoại á? Chờ chút. Ôi trời, chuyện gì xảy ra vậy nè? Ôi trời, cô dâu à, sao giờ này mới tới vậy hả? Tại tôi không liên hệ được với chú rể, chờ nửa ngày rồi. Không liên lạc được là sao? Anh ấy nói là có chuyện gấp, sẽ trực tiếp tới lễ đường luôn. Làm gì có chuyện nào quan trọng hơn đám cưới chứ, chú rể này. Giờ phải làm sao? Chú rể còn phải trang điểm nữa mà. Tôi cũng không biết nữa. Dạ mời chị đi lối này. Dạ. Đi nhanh thôi. Chắc trễ quá. Giúp tôi một chút nha. Chúng tôi trễ giờ rồi. Cảm ơn chị nhiều hả? Đi. Đi thôi. Như vậy là đẹp lắm rồi. Đi thôi. Cô dâu à, ôm chặt tôi nha. Cô dâu, vẫn còn một phút nữa, mau đi thôi. Nhanh lên. Dạ. Chạy đi. Nhanh lên, nhanh lên. Sắp bắt đầu rồi đó. Nhanh lên, bên này nè. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Ôi, sao giờ này mới tới? Anh Yêu Su đâu? Trời, vừa mới xong ở bên trong. Được rồi, mai vào trong thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Sao giờ này chị mới tới vậy? Đồ của em đâu? Đây nè. Chị không kịp thời gian nữa đâu. Em có thể tự làm tóc cho mình được không vậy? Đừng có lo, chị mau vào trong đi ha. Xin lỗi nha, chị phải đi đây. Dân, thiếu rể Park In-su đã vào trong lễ đường. Nào, bây giờ xin mời tất cả mọi người chào mừng nữ nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời cô dâu tiến vào lễ đường. Xin mời cô dâu. Tiếp theo là 신부를 위해 축가를 불러드릴 시간입니다. 오늘 축가를 불러주실 분은 아름다운 미상을 자랑하는 이혜인 양입니다.
Nè, nhìn đi. Em thấy sao? Đẹp đúng không? Dạ. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở lễ cưới nha. Dạ. Chúc mừng em. Hả? Hiên à, ôi trời ơi, hôm nay em hát hay lắm đó nha. Nhưng mà chú rể trông chẳng ra gì. Hôm nay chị cũng là người đưa cô dâu tới, đúng là có chút vấn đề thiệt á. Nhìn không đẹp đôi chút nào. Nhưng chỉ cần cô dâu thích là được rồi. À phải, em qua nhà hàng ngồi đợi chị nha. Nghe nói đâu đồ ăn ở đây đẳng cấp 5 sao đó. Vậy em qua trước giữ chỗ ha. Chị đi vệ sinh cái đã. Đi đi. Gì kỳ vậy? Ơi, kỳ quá đi. Nhà hàng gì mà tới nhà vệ sinh cũng khó tìm vậy chứ. Không lẽ ở đây sao? Không phải là ở chỗ này sao? Hình như là phòng phát thanh. Cô lại hết hồn à. Cô có việc gì không? Anh là người đẩy kính giùm tôi đây nè. Đây là khu vực cấm người ngoài vào mà. Cô vào đây để làm gì vậy? Tôi là người ở bên dịch vụ cho thuê váy cưới. Anh có thấy váy cưới mà cô dâu mặc hôm nay hay không vậy? Váy đó là của cửa hàng chúng tôi. Thiệt ra thì tôi đang đi tìm nhà vệ sinh. Lễ đường hôm nay rất đẹp, tôi vừa đi vừa ngắm, thành ra đi nhầm vào đây. Nhà vệ sinh ở phía bên kia. Vậy sao? Cảm ơn anh nhiều nha. Đợi chút đã. Cô là người ở dịch vụ cho thuê váy cưới sao? Dạ, sao vậy? Váy cưới của cô dâu hôm nay mặc rất đẹp. Vậy sao? Tôi vui khi có người nói như vậy đó. Bởi vì bà chủ của chúng tôi vốn thực sự có gu thẩm mỹ cao lắm. Tiệm váy cưới ở đâu, tên là gì, tôi biết được không? Ở San Su Đông, tiệm váy cưới Mary. Váy cưới Mary hả? Vậy bà chị là trợ lý của tiệm sao? Bà chị hay sao? Bà chị. Thì anh có thể gọi tôi là trợ lý cũng được, mà bà chị thì hơi có kỳ một chút. Tôi không đem theo danh thiếp rồi. Chào anh nha. Váy cưới Mary San Su Đông. Và sau đây sẽ là thời gian dành cho các nghi thức. Đầu tiên, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cắt bánh kẹo. Sao giờ chị mới tối? Mệt thiệt đó, tòa nhà này rộng ghê. Tìm nhà vệ sinh cũng phải mất nửa tiếng. Khi nào đi nói chị chỉ cho. Sao? Tiếp theo, mời mọi người xem lại những thước phim của cô dâu và chú rể. Và chúng ta hãy cùng hướng về màn hình. Ơi, đẹp thiệt nha. Chừng nào chị mới lấy chồng đây? Em lấy trước đi. Nè, bác Yên Su,
Anh là tên khốn mà. Anh cho rằng anh tìm người phụ nữ khác thì có thể sống hạnh phúc được sao? Anh đừng có mơ. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi sẽ kiện anh ra tòa vì tội có hai vợ. Tôi sẽ không để cho anh sống yên dù chỉ một ngày đâu. Tôi sẽ theo anh tới cùng, theo tới tận chân trời góc bể. Tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Tôi và anh xưa giờ là quan hệ gì hả? Tới ngày hôm qua là gì của nhau? Có hai vợ hả? Còn kết hôn được sao? Không ngờ luôn. Anh đúng là một tên khốn mà. Không thấy gò luôn á. Tên khốn. Không được. Tránh ra. Anh tránh ra đi. Tránh ra. Gì mà còn bắt buộc cưới là một vợ. Đúng rồi đó. Kinh nghiệp vui đâu. Gì đâu. Đầy mặt gì. Nè, cái tên khốn kia. Không thể cổ yên được nữa rồi. Không thể tên kia đi. Đúng rồi đó. Con tính vậy đi cô. Con cứ sao không vậy? Con dâu ơi, sao cưới đi. Cứu đi. Cứu đi. Con dâu ơi, cứu đi. Sao không vậy? Tỉnh dậy đi. Cứu đi. Cứu đi. Cứu đi. Sao không tốt? Sao vậy? Con dâu, cứu đi. Đi đâu hả? Anh định chạy đi đâu? Cái tên đuôi mặt đó, nó bỏ chạy đâu kìa. Đuổi theo. Đâu á? Định mở đi đâu hả? Anh bỏ cô dâu lại mà đi như vậy sao? Buông tôi ra. Tôi không buông đó. Anh phải xin lỗi cô dâu. Anh đi như vậy cô dâu phải làm sao? Đám cưới như vậy làm sao cô dâu sống nổi chứ? Lúc đầu tôi đã không thích rồi. Tôi không thích cô ta. Chết. Anh nói cái gì? Anh nói như vậy mà nghe được hả? Anh nói kiểu gì vậy? Anh là thằng khốn mà. Anh đúng là thằng khốn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Anh nói như vậy mà nghe được hả? Đúng là đồ khốn mà. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Thằng khốn nạn. Cái thằng khốn nạn nhanh. Làm sao có thể tha thứ được chứ? Là tôi mà. Anh đi chết đi. Làm sao có thể sống được hả? Còn mặt mũi nào hả? Tôi nói cô đừng đánh nữa mà. Thằng khốn nạn. Đi chết đi. Con sẽ đi chết đi. Đi chết đi. Cái thằng khốn nạn. Đi chết đi. Đi chết đi. Cái đó là anh nè. Anh đi chết đi. Đi chết đi. Cái thằng khốn nạn này. Nè, buông tôi đây. Cái thằng khốn này. Cái thằng khốn này. Anh đi chết đi. Trời ơi. Nè, cái điện thoại của tôi. Điện thoại của tôi. Bỏ ra. Điện thoại của tôi. Nè, bỏ chân ra coi. Dạ. Tình nó không dậy. Không nhìn nữa. Ôi. Trời, cái điện thoại. Phải làm sao đi. Cái thằng khốn. Rốt cuộc chị đã làm cái gì vậy hả? Sao chị lại đi chỏ mũi vào chuyện của người khác vậy? Đúng vậy, sao tự nhiên chị làm vậy chứ? Đói rồi có đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì đi hả? Bộ dạng vậy mà đi ăn hả? Hả? Cũng đúng ha. Vậy nên chúng ta về nhà đi ha. Chị là chị của cô dâu, hay là mẹ hả? Sao chị lại ra mặt thay cho người ta? Không lẽ dễ dàng để cho hắn bỏ đi như vậy hả? Cái loại đó không giết chết là may lắm rồi. Chị đó, chị làm ơn có bồ đi cho đỡ khó tính. Nè, đừng có nói như vậy nha. 야, 근데 너 오늘 축하 진짜 끝내주더라, 진짜. 내가 좀 하잖아. 아, 그대게 나 반한 것 같아 말은 안 했지만 너무 멋져 보여요. 그대게 나 반한 것 같아 말한 뒤에라도 후회하진 않을게요 말할 거예요 시집도 못 간 노처녀가 결혼식에 쫓아다니니까 이런 일이 벌어지는 거야 야 chị mau mau đi lấy chồng đi em sẽ hát 10 bài hát chúc mừng cho chị phải có bạn trai thì chị mới nghĩ đến chuyện lấy chồng được chứ Không phải hay sao? Người phụ nữ trong video sáng nay đã chạy trốn ra nước ngoài rồi. Nhưng mà tôi tìm được một người không phải là nhân viên tiếp cận phòng phát thanh trước lễ cưới. Tiếp cận phòng phát thanh sao? Còn bên trong... Còn mấy camera ở bên trong phòng phát thanh đã có người cố tình phá hỏng.
Người tiếp cận xung quanh phòng phát thanh là ai vậy chứ? Chính là người này. Người này... Nghe nói là trợ lý của tiệm váy cưới. Cô ta chính là đối tượng tình nghi số 1. Cố tình đánh tráo đoạn video. Tôi nghĩ chính cô ta đã bị người phụ nữ trong đoạn video mua chuộc. Cô ta cũng là người đầu tiên lao tới tóm lấy chú rể mà đánh. Hành động của cô ta rất hung dữ. Đúng rồi. Thì tôi cũng bị cô ta đánh đây nè. Cô ta hiện đang ở đâu vậy? Cô ta hiện không nghe máy. Chúng ta có nên báo cảnh sát không, giám đốc? Tôi không muốn chúng ta làm lớn chuyện này đâu. Chuyện báo cảnh sát cứ tính sau. Giờ thì thông tin liên lạc đâu? Anh đưa tôi coi thử. Dạ đây giám đốc. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao bộ dạng con lại như vậy? Dạ. Con đói quá à. Hát xong mà người ta không cho ăn uống gì hả con? Con nói chỗ đó hoành tráng lắm mà. Đúng là hoành tráng lắm luôn á mẹ. Nhưng chưa được ăn gì thì đã bị đạp đổ rồi. Đúng là loạn hết cả lên luôn. Nói vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thôi đừng có nói nữa mà. Điện thoại của con cũng bể luôn rồi. Thiệt tình. Chán thiệt. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhayz.org. Chị ta. Anh nghe vợ yêu. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang trên đường về. Anh đi đường nhớ cẩn thận nha. Kẹt xe ghê quá. Em thấy trời mưa to dữ lắm đó. Anh đi đường nhớ cẩn thận nha. Em đừng lo, ngủ trước đi nha. Đúng là cái đồ phá đám. Cứ lựa lúc cây cứng là gọi điện cho anh. Tự nhiên trời lại đổ mưa. Dạ, mưa cũng khá lớn. Dạo này em bận lắm sao? Rất bận. Hôm nay ở lễ đường xảy ra hỗn loạn. Mặt của em bị làm sao vậy? Em đánh nhau với ai sao? Có một người phụ nữ điên nhào tới đánh em đó. Phụ nữ điên sao? Ừ. Kêu em yêu đi thì không chịu yêu. Sao lại đánh nhau với phụ nữ chứ? Nhưng mà chị nè. Nhìn cô ta trước là giống Eri đó. Sao? Lúc đó em có cảm giác tim mình bay ra khỏi lồng ngực. Em vẫn chưa quên được Eri sao, Misu? Giống thì rất là giống. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì là hai người hoàn toàn khác nhau.